À, hai bạn trẻ này rất là đặc biệt. Yêu nhau từ hồi cấp 3 mà đến bây giờ vẫn chưa cưới. Yeah. Tùng và Hương. Đây đúng không? Là lúc đó xảy ra những cái tình huống như thế này. Một người không mở được, một người phải mở. Không thể chịu đựng được sự. Đây, bỏ cuộc. Đó, cái việc bài trí nội thất rất khó cho tuổi này. Đấy, đó phải tính về đấy. Thế và cũng cố gắng, vì các ông làm nghệ thuật chúng ta biết rồi là các ông không thích lối mòn. Là một người làm nghệ thuật thì rõ ràng họ có rất nhiều cái idea. Từ một người bây giờ chuyển thành một cặp vợ chồng ấy, thì nó là một cái nguồn cảm hứng để mình có thể biến cái ngôi nhà đấy thành một cái điều bạn ấy đang mong đợi và ngoài sức tưởng tượng. Đó, có mình cảm giác như kiểu đã nói về vấn đề nhà và tình yêu và nhà phải là một cái sự thấu hiểu. Ok, em đây là đến chưa? Chưa xong à? Chưa xong anh ạ, giờ là đến em ạ. À, dần dần đến lúc mà sự thật bẽ bàng. Đợt này ra là to đối hết đấy nhá, ít nhất 1/2 trường. Cho nhớ là 1/2 đấy nhá, nếu mà không đủ 1/2 thì em cho anh gọi ra luôn đấy nhá. Được chưa? À, ok. Chương trình được tổ chức bởi Wow Media và Vạn Phú Invest, truyền thông và phát sóng bởi VTV3 và VCCorp. Là nhà, đón xem lúc 15 giờ chủ nhật trên kênh VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên fanpage House and Home Là Nhà và mega livestream của VCCorp.